Hello anh em, như vậy là tựa game Blade and Soul Revolution ngày hôm nay thì đã chính thức ra mắt phiên bản quốc tế sau bao nhiêu năm chờ đợi. Anh em nào không biết thì đây là một tựa game gần như là lấy được hết những cái tinh túy ở trên bản PC. Blade and Soul Revolution là một phiên bản mobile. Thực ra thì game này đã ra mắt ở Hàn Quốc vào cuối năm 2018 rồi, nhưng mà các anh em ở các nước thì không thể chơi được, và trong đó có cả Việt Nam chúng ta, bởi vì là tựa game toàn là tiếng Hàn. Nhưng mà thời gian gần đây, đầu năm 2020 này, thì đã rộ lên cái tin là tựa game Blade and Soul sẽ ra phiên bản quốc tế, và đến ngày hôm nay thì chúng ta mới chính thức được tận tay sờ vào cái siêu phẩm này. Ngày hôm nay thì là bao nhiêu rồi? Tầm giữa tháng 5. Nhưng mà đáng tiếc là trên Apple Store với cả Google Play là vẫn chưa có chính thức hiện tựa game này đâu. Nên là anh em nào muốn tải thì trên Android thì rất là đơn giản. Mọi người có thể vào cái ứng dụng TapTap để tải tựa game này. Tựa game này thì cái ứng dụng TapTap ấy thì mọi người, cách mình đã nói rất nhiều lần cũng rất là đơn giản, là mọi người vào cái Google Chrome ấy, mọi người vào một cái trình duyệt bất kỳ, mọi người đánh trên cái thanh trình duyệt là tap.io, tap.io anh em nhé. Sau đó thì nó sẽ ra vào một trang, thì nó sẽ hiện ra một cái chữ app, là cái chữ app ấy. Mọi người ấn vào cái chữ app đấy thì nó có cái phần mềm, có một cái nút để tải cái ứng dụng TapTap về. Sau khi anh em tải ứng dụng TapTap xong thì anh em chỉ việc vào phần tìm kiếm gõ tên cái tựa game này ra, thế là xong. Nó có mấy phiên bản đấy, thì hiện tại thì mình đang chơi ở phiên bản là Asia, là châu Á. Thì anh em nào muốn chơi thì theo mình biết thì ở cái server 401 và 405. Thực ra nó đây không phải là server 401, 405 mà là ngay ngày đầu tiên. Đây để mình quay lại cái phần server cho anh em xem. Ngay ngày đầu tiên thì cái tựa game này nó đã ra 1 2 3 4 5 6 7 8 cái server, và nó lấy cái mã hiệu là BSA, nghĩa là Blade and Soul Revolution, từ 401 đến 408. Đó, chứ không phải là server 401, 408 đâu anh em nhé. Đây là cái server đầu tiên hết đấy. Có lẽ đây là cái chữ BSR là tên game này. Còn cái số 4 là gì mình không hiểu. Còn cái số 01 mới là cái server nhé. 010 đến 08 mới là cái server. Thì anh em Việt Nam hiện nay đang tập trung rất đông ở cái server 01 và cái server 05, nghĩa là 401 và 405. Hiện tại thì mình đang chơi ở cái server 405, bởi vì nghe anh em nói là cái server 401 nó quá là nghẽn mạng. Nhưng mà server 405 hiện nay, theo mình biết thì đông anh em Việt Nam chơi hơn cả server 401. Nên là anh em nào mà muốn chơi thì vào 405 hoặc là 401 cũng được, thì hai server đấy. Thì anh em sẽ gặp rất nhiều anh em Việt Nam ở trong này. Mình thì đang chơi ở 405 và mình cũng sẽ cố gắng xin vào một cái bang Việt Nam nào đó, bởi vì thực tế là cái tựa game này mình cũng không thông thạo gì cả, nên là mình cũng rất cần sự trợ giúp của các anh em. Hôm nay thì chúng ta sẽ thử vào trải nghiệm cái tựa game này xem như thế nào. Ở đây chúng ta có tất cả là 1, 2, 3, 4, 4 phái. Nói qua cho những anh em mà dùng hệ điều hành iOS nhé. Cái hệ điều hành iOS thì anh em phải đổi vùng sang Singapore thì anh em mới có thể vào chơi được. Cái cách chuyển vùng ấy thì nói ra rất là dài. Anh em có thể vào trong cái clip mà hướng dẫn tải đấu trường chân lý mobile ấy, ở cái kênh của mình ấy. Mọi người có thể đánh vào cái phần YouTube tìm kiếm là đấu trường chân lý mobile, cách tải đấu trường chân lý mobile kiếm mặc channel, chắc là gì nó sẽ ra hai cái clip của mình, một cho cái Android và một cái cho cái iOS. Thì cái iOS anh em ở cái clip đấy thì mình cũng hướng dẫn chi tiết anh em tải cái chi tiết cái cách chuyển vùng rồi, thì anh em chỉ việc xem qua cái clip đấy và làm theo cái là chuyển sang cái vùng Singapore là anh em có thể tải được tựa game này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào game luôn để tránh mất thời gian. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 4 class. Và mỗi class này thì anh em thấy nó có hai bên, nó lại chia thành hai phần. Một như cái class Jun này, một cái là Blade Master, một cái là Force Master. Và mỗi một cái nó sẽ có những cái vũ khí khác nhau, các chiêu thức khác nhau.
Như vậy ở đây là chúng ta chia thành, nó có thể nói là 8 class tất cả. Bây giờ mình sẽ chọn là bừa một class nào đấy nhé. Không biết là anh em thích thích chọn. Mình sẽ chọn class con trai đi. Blade Master, Kung Fu Master này xem nào. Lin này thì sao? À, cái Lin này nó là cái trẻ con. Ok, vậy thì mình sẽ chọn là cái này đi. Mình sẽ thử cái này xem, cầm một cây dìu. Ở bên này thì nó có 3 chỉ số này, một cái là tấn công, một cái là phần phòng thủ này. Và cái thứ ba nó là đội nhóm này. Như mình thấy là cái class này thì là phòng thủ là cao nhất. Đây là một tăng cơ rồi. Bên này thì tấn công cao nhất. Cái này cũng thế. Có lẽ là mình chơi với hay là chơi chơi hay chơi ông cầm kiếm này nhỉ? Thôi được, chọn bừa đi, mình cũng chưa biết là cái phái nào nó hơn phái nào nữa. Ở mỗi một class thì nó sẽ có hai nhân vật nam và nữ. Đây là nam này, vừa rồi là nam, còn đây là nữ này. Đó, mỗi một class nó thì anh em biết là với các tựa game của Hàn Quốc thì họ thiết kế nó khác Trung Quốc, là nhân vật thường rất là sexy và bốc lửa. Với phần vòng 1, vòng 3 là rất bự. Chứ không thanh thoát mảnh mai như các tựa game bên Trung Quốc đâu. Đó. Thì mình sẽ chọn một mình sẽ chọn anh chàng cầm dìu đúng lại đi. Mình thấy có vẻ hầm hố. Đâu nhỉ? Gon này. Class này thì chỉ có đàn ông thôi. Đó, này trông cho nó manly đi. Chúng ta sẽ next và vào luôn. Ở đây thì anh em có thể chỉnh được tóc này. Các phong cách tóc khác nhau này. Mình sẽ chỉnh qua cho nhanh cái đoạn này, nó không quá phức tạp. Đã chơi khỏe khoắn rồi thì chúng ta chơi tóc ngắn cho nó khỏe hẳn đi. Cái đầu là nó đây đi, mình chọn cái này đi, trông nó ngắn nhất. Thứ hai là về phần mặt, cái này trông cũng hay này. Hoặc là cái này. Rồi cái này đi, cho nó trẻ. Phần body này. Này to quá, này thon quá. Mình chọn cái mặc định đi. Còn đây là phần outfit, nghĩa là phần trang phục này. Đây, mình chọn cái trang phục này. Về phần chi tiết thôi, bỏ đi. Chúng ta vào luôn. Đó, sao lại lỗi phông này? Nó không viết được tiếng Việt. Không viết được tiếng Việt. Sẽ cho to tiếng lên một chút. Tựa game này thì được sản xuất trên công nghệ đồ họa Unreal Engine 4 anh em nhé. Đây là một công nghệ đồ họa mới nhất hiện nay. Nó còn đẹp hơn cả phiên bản PC cơ. Phiên bản PC thì chỉ dùng Unreal Engine 3 thôi. Cái đồ họa đấy thì tương đối bây giờ thì nó cũng hơi lỗi thời rồi, và cái độ đẹp nó không bằng mà lại rất là ngốn dung lượng. Còn cái 4 này thì nó cao cấp hơn.
Cricket, đừng nói với ai, em rằng anh vẫn đang ngủ đấy nhé. Đây là hướng dẫn nhiệm vụ này. Dậy đi. Anh không thể ngủ cách nghiêm túc sao? Em là lo lắng về tương lai của trường Hồng Moon của chúng ta. Như vậy là cô bé Jiung này sẽ dẫn chúng ta đến một cái trường gọi là Hồng Moon. Hồng Moon. Đi thôi, tôi sẽ bắt kịp anh sau. Mình sẽ bỏ qua những đoạn này nhé. Anh dường như có điều gì muốn nói với tôi. Đoạn này là toàn nói chuyện thôi, đang nói chuyện với cả võ sư Hồng. Thằng cha mình chọn này có vẻ trông cục xúc quá nhỉ. Did master have to say? Võ sư vừa phải nói gì vừa nói gì. Đầu tiên thì đi tìm cho mình một cái vũ khí. Ở đây thì đoạn đầu game chúng ta sẽ được dạy võ, kiếm trang bị cơ bản. Như vậy chúng ta đã có một cây rìu rất là lớn. You've done well. Now follow me, Cricket. Anh làm tốt lắm. Bây giờ hãy theo tôi. Chúng ta phải học những cái bài cơ bản đầu tiên. Đấy, thằng cha kia nó sẽ dạy mình những môn võ đầu tiên. Trước khi chúng ta bắt đầu thì anh phải nhớ rằng để sử dụng những cái đòn tấn công cơ bản thì anh cần phải cái gì nhỉ? Nghĩa là hướng cái nghĩa là hướng cái mặt của mình vào phía mục tiêu ấy. Tại vì cái tựa game này nó không có cái là tựa game này nó non target nên là nó sẽ mình phải hướng về phía mục tiêu. Sử dụng những đòn đánh cơ bản để phá hủy cái gậy luyện tập này, những cái đồ luyện tập này. Đây, phá hủy cái này. Đây, ở đây thì mình sẽ trải nghiệm luôn cho anh em mấy cái skill này. Ở đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 skill đã này. Tắt cái tự động này đi nào. Đây. Đấy, đây là skill đánh thường nha anh em. Skill đánh thường. Các cái tựa game Hàn Quốc thì nó chặt chém rất là khủng khiếp. Anh em nhìn thấy. Đây là skill đầu tiên này. Ôi, skill đầu tiên nó biến thành cái gì ấy nhỉ? Mình còn chưa nhìn rõ, thử thế này. Đây này. Nó biến ra một cái lá chắn để phòng thủ.
Skill thứ hai thì chúng ta sẽ quay một vòng xung quanh người trong vòng bao nhiêu giây đấy. Skill thứ ba thế nào? À, skill thứ ba này sẽ lướt đến một đoạn để tấn công đối thủ. Skill thứ tư. What? Đây. Skill thứ tư là quỳ xuống và quay một vòng dìu xung quanh người mình. Skill 3 này, lướt xuống này. Skill thứ hai là quay vòng này. Skill thứ ba là lá chắn này. Game rất là đẹp anh em ạ. Còn ở đây thì chúng ta có well done. Được rồi, để làm theo mấy thằng này đã. Use stone shield to defend. Đây, ở đây thì nó muốn mình sử dụng các cái đấy, cái chiêu thứ nhất mình có thể phòng thủ được này. Chiêu thứ hai mình đập thằng này này. Great job. It must have been difficult. But you followed well. Ở bên này chúng ta có hai nút, một nút là chạy nhanh và một nút là bay, nhảy, nhảy. Đây, chúng ta có thể nhảy. This is as far as I can go. Use glide to move to the other side of the cliff. Tap jump. Như vậy từ game này mình vào ra mã vào chơi cũng khá là sớm đấy. Vì game này tuy là thấy vào 9-10 giờ sáng nay là vào được, nhưng mà mãi đến tầm 3-4 giờ chiều, 4 giờ chiều ngày hôm nay các anh em mới vào được thì phải. Mà bây giờ mình đang chơi là bao nhiêu? 5 giờ 20. 5 giờ 20 chiều thì chúng ta cũng khá sớm. Đây, đây nó hướng dẫn nhảy này. Ấn lần thứ nhất này, ấn lần thứ hai à. Ok, thử xem này. Chúng ta sẽ nhảy này, lần thứ nhất này. Xong được quay. Là như nào? Nhảy and tap glide button để sang bờ bên kia. Nhảy là phải giữ à hay như nào? Bây giờ thực ra là đã mình đã nhảy sang rồi đấy. À đúng rồi, nhảy xong rồi giữ anh em nhé. Thì sẽ được này, đầu tiên là nhảy này, xong rồi giữ này. Đó, chúng ta có thể bay đến bất cứ đâu chúng ta muốn. Thôi, xuống vực cái giờ. Thôi, vào đây. Ok. Đó, nhảy xong rồi giữ thì chúng ta sẽ bay bất cứ đâu chúng ta muốn. Hy vọng rằng tựa game này sẽ thu hút được nhiều anh em Việt Nam tham gia thì chơi nó sẽ vui hơn. Now let's see if you can prove yourself for the next training. Let's see just how strong you are then. Đó là cái thằng kia. Get out of the circle and try restoring your chi. Thằng này võ giỏi quá, mình gục rồi. À, thoát khỏi vòng nguy hiểm này. Đây. Yêu cầu giúp đỡ này. Thằng kia nó làm cho mình đếch lê lết được cái này. Đứng dậy đi. À đây là ngồi thiền để gọi là kiểu chữa thương ấy mọi người. Rồi, quay lại đập lại thằng kia thôi. Chắc nó không cho đập nữa đâu. So, you finally learned how to restore your chi. You seem like a proper warrior now. I'm going to head back first. Take your time.
Cái này có cái lá chắn bảo vệ hữu hiệu phết. Tránh. Cái nút là nút nhảy tránh đấy mọi người. Nhảy lùi lại phía sau. Chưa hiểu cái cốt truyện của tựa game này lắm. Oh hey, are you feeling all right? Mình đang ở trên một cái thuyền, có một cô bé rất là xinh đang hỏi là có ổn hay không. Are you all right? I guess the noise outside woke you up. Anh ổn không? Tôi đoán là âm thanh ngoài kia làm cho anh tỉnh giấc. Nếu mà không có nhiều điều để nói thì anh có thể giúp chúng tôi không? Những cái binh đoàn tre nên biết là tìm anh ấy ở đâu, mình không hiểu câu nào. Interested? Then tap the check training clan info. Đây này, over nó, here. Nó hướng dẫn mình vào một cái clan nào đấy này. Let's try checking into a training clan. À, không phải thuyền mà là một ngôi nhà. You're the Hong Moon student, right? Like the captain? Nice. Ở đây chúng ta sẽ có thể gặp được rất nhiều anh em từ rất khắp nơi trên thế giới, không riêng gì Hàn Quốc, còn có cả Trung Quốc, rồi Ấn Độ, Thái Lan, Indo, Malai, các loại. I saw a firestorm raging high on Heaven's Reach a few nights ago. You live up to your... I've learned this myself, Master Hong. So take note. Let's go over how to level up it.
Đây là nó hướng dẫn cách nâng cấp các cái skill của mình. Rồi kệ nó đi. Cái này thì nó cũng như các cái tựa game nhập vai khác thôi. Như anh em thấy nước ở đây này, nó đồ họa nó rất là đẹp. Đây, từ các nước này, bay này, mình có bay lên được mái nhà kia không vậy? Thử xem nhá. À đây, mình bay được lên mái nhà đây. Đây chúng ta nhìn ra được toàn cảnh. Bay sang cái mái nhà bên kia xem. Mấy cái cây này thì không biết bay lên được không nhỉ? Thử thế này. Chả, mình muốn bay lên mấy cái cây cũng được không? Nó cứ chạy theo cái nhiệm vụ ấy, làm cho mình cứ bị lệch hướng. Ôi, bố ơi. Chạy theo cái nhiệm vụ một chút nữa đây này. Có lẽ là mình sẽ dừng clip ở đây. Cái tựa game này thì cũng là một cái hình ảnh đầu tiên để cho anh em xem được mường tượng được cái tựa game Blade and Soul Revolution này nó như thế nào. Sau đó anh em nào mà muốn chơi thì cứ thử tải về và chọn môn phái thích hợp để tìm hiểu sâu dần thì mới tìm hiểu hết về những cái hay của tựa game. Với cái ấn tượng đầu tiên thì về đồ họa thì cực kỳ chất lượng. Và đây là một tựa game chặt chém chính hiệu. Anh em thấy là các cái chiêu thức thì rất là đã, đánh rất là đã tay. Ok, cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi clip và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Anh em xem clip thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình, cũng như cập nhật những cái tựa game hấp dẫn tiếp theo mình sẽ mang đến cho anh em.